Đầu tiên video này chào mấy bác nha. Em có một con Robin 04 nha mấy bác nha. Thì về thì mọi người coi này, cót chịch nó bị bẻ này. Con máy rất là mới, mới keng này. Nó bị bẻ và nó thiếu ốc, thiếu ổ trong này, và rớt ra này. Thì em không có cót chịch 04 thì em ráp của 03 vô. Đây là con 04 bao mấy bác là 04 nha. Đó, nói trước luôn, bao là bao 04 nha mấy bác nha. Là cái dàn áo này lại là của 03. Đó, chỉ có cái này với cái này thôi là của 03, còn đâu là 04 hết. Đó. Thì đây là con Robin 04. Đây, cái đầu bò của nó vẫn còn màu đỏ luôn này. Đâu xài bao nhiêu đâu mọi người coi này. Đấy, và bán rất là hữu nghị. Mọi người nghe tiếng máy là ghiền ngay à. Bát này, còn 7 màu luôn này. Đây. Đó, muốn nổ luôn không? Nghe tiếng máy chưa? Rất là đỉnh cao chất lượng nha. Máy không bố nổ ghê lắm. Ở đây là con Robin 04 này mấy bác nha. Cái ngọn nó chỉ có bị đúng cái này với cái này là 03 thôi. Cái đó đâu quan trọng, miễn là về là ngon là ok thôi, đâu quan trọng đâu. Chứ gần nó bẻ này đâu dám để vậy để mà gửi cho mọi người đâu. Nó bẻ đây mà nó bẻ cả chân đây nữa nên bắt buộc phải thay con 03 vô. Đó, chứ còn ngoài ra là không có gì cả. Đó, mọi người nhìn lên máy là hiểu rồi. Đây là con Robin NB04, đẹp tuyệt vời luôn. Rất là đẹp luôn, mọi người nghe tiếng nổ nó liệu thôi, máy đã lắm. Và đặc biệt là bao mọi người xài luôn, thiết sự bao xài luôn. Đó. Nghe tiếng máy nha. Máy đúng ghiền luôn. Máy ghê đẹp. Mạnh khiếp. Không bố nha. Đó, dám bao vậy à. Mọi người yên tâm đi. Nói thẳng ra em dám bao 04 là 04. Đó, chứ không phải là gì. Mọi người về có quyền đo. Nếu như không phải 04 em đền một gấp 10 lần tiền. Cứ mở ra đo. Mọi người có thể mở bô này. Đo bít tông. Đó. Mở thoải mái. Kiểm tra bít tông luôn. Kiểm tra thoải mái luôn. Bao vậy luôn. Con máy mà bán ngon mà không sợ gì hết á. Nha. Rồi ok. Đúng là con này bên em bán giá 2 triệu nha. Nhưng mà em bớt cho mọi người bởi vì 100 nghìn thôi. Tính đúng 1 triệu 9. Bên em bao ship tận nhà cho mọi người. Bởi vì con máy rất là chất lượng. Nên mọi người yên tâm. Thật sự. Những con máy này dành nhau mua á. Chứ cũng không có nhiều đâu nha. Thật sự. Không có nhiều đâu nha. Thật sự. Không có. Đây. Bát này. Con rất là mới, con Robin này rất là mới nha. Bây giờ nó như này nứt này là phải chấp nhận thôi, bỏ thấy không? Không muốn này. Chấp nhận bỏ. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Rồi mọi người mua cố gắng cọc cho bên em. Nói rõ ràng vậy, bao vậy, bao được những gì thì em bao rồi đó. Bao đúng, đúng hàng. Đó, là ok. Còn bây giờ không nhẽ giờ em tẩy cái số này đi, em để vậy cho nó đẹp, thấy không? Nên là không quan trọng đâu. Xác 03, máy 04. Rồi ok. Về cho kiểm tra thoải mái.